Thế hệ thứ 9 của Pokemon mới chỉ khởi động được có một vài ngày và dân tình đã cho rằng đây là phiên bản có nhiều Pokemon bá đạo nhất từ trước đến nay. Tuy là chưa đủ thời gian để khẳng định Pokemon nào sẽ là kẻ cười cuối cùng bởi vì vẫn còn rất nhiều thứ chờ đợi chúng ta khám phá, nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ hãy điểm qua những Pokemon bá đạo nhất của Gen 9 giai đoạn đầu nhé. Ok, ai cũng có thể lờ mờ đoán được Shedinja hệ điện cầm bóng bay sẽ khó xử lý như thế nào rồi. Nếu như vẫn còn anh em nào đó chưa biết thì đặc tính Wonder Guard của Shedinja chỉ cho phép những đòn tấn công khắc hệ chạm vào nó. Khi mà Terastallize hóa thành hệ điện thì nó chỉ còn một hệ khác, đó là hệ đất, và bóng bay sẽ vô hiệu hóa điểm yếu này. Tuy cũng không phải là không có cách để đánh trúng Shedinja trong điều kiện này, ví dụ như anh em có thể thả ra một Pokemon mang đặc tính Mold Breaker, thả bão cát, nhanh tay thả đinh và đá xuống sàn để cho nó dẫm lên, hay là dùng Will-O-Wisp và Toxic để gây bỏng gây độc lên người nó. Nhưng mà những phương pháp gây hiệu ứng có thể bị vô hiệu hóa rất dễ dàng bởi Substitute. Bản thân con Shedinja không thể học được Sub, nhưng mà bản này đã giới thiệu một chiêu thức mới tên là Shed Tail của Cyclizer và Earthworm, cho phép chúng nó tặng cái hình nhân thế mạng của mình cho đồng đội. Cyclizer lại là một Pokemon cực kỳ nhanh nhẹn, cho nên nó có thể đảo Shedinja ra sân trước khi đối thủ kịp giải đinh lên sàn, cho nên chúng ta cũng chẳng mấy khi phải bận tâm về vụ này nữa. Còn nếu đối thủ đảo những Pokemon có đặc tính Mold Breaker ra sân thì cũng phải đợi thêm 1 đến 2 lượt nữa mới có thể vượt qua được cái Substitute. Trên lý thuyết thì con Shedinja hệ điện này không phải là không xử lý được, nhưng mà để xử lý nó thì thật sự là quá khó. Không phải lúc nào anh em cũng có những công cụ cần thiết vào đúng thời điểm cần thiết. Thế cho nên chỉ một ngày sau khi Gen 9 ra mắt thì cộng đồng player của Pokemon Showdown đã vote ban gấp cái con này. Và một điều chắc chắn là nó sẽ không bao giờ bước vào game chính thức đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong game chính thức không có những con quái vật. Tiêu biểu nhất ở đây phải kể đến Fluttermane, có thể hiểu là dạng cổ đại của Misreverse, mang song hệ là ma và tiên. Đây là song hệ mà trước đây chỉ có Mimikyu sở hữu, chỉ có hai điểm yếu đến từ hệ ma và hệ thép. Còn Stab combo của hai hệ này thì chỉ bị kháng bởi hai Pokemon, đó là Pyroa và Graphii. Cơ mà hai cái con này thì chẳng có cái gì để đe dọa ngược lại cả, và cũng không đủ trâu để chống đỡ những đòn tấn công hủy diệt của Fluttermane. Về mặt chỉ số thì Fluttermane có cả công đặc biệt, thủ đặc biệt và tốc độ cơ bản cao ngất ngưỡng lên mức 135. Nếu như anh em vẫn thấy chừng đó là chưa đủ thì đặc tính Protosynthesis còn gia tăng cái chỉ số mạnh nhất của con này khi mà nó đứng dưới nắng hoặc là cầm trang bị Booster Energy. Nghĩa là kiểu gì thì nó cũng cực kỳ mạnh và đánh cực kỳ đau. Đây là còn chưa kể đến khả năng giảm công đặc biệt của đối thủ bằng Moonblast hoặc là Mystical Fire. Cho nên trên lý thuyết thì Fluttermane cũng có thể tanh được một số kèo ở mảng đặc biệt này. Đấy là giả dụ như các bạn còn trụ lại được sau những cái đòn công phá của nó. Mà anh em cũng đừng quên là con này vẫn còn có thể Terastallize để gia tăng khả năng công kích đấy nhá, mặc dù nghe có vẻ hơi thừa thãi. Tôi cứ tưởng là sau thế hệ thứ 8 thì hệ ma sẽ bị nerf, nhưng mà không, các ông ạ. Tôi không rõ là trong lúc tạo ra Pokemon cho bản này thì mấy ông dev có hit phải cái gì lạ không, chứ người bình thường thì không thể nào không nghĩ một chiêu thức với sức mạnh lên đến 300 là không bá đạo được. Đúng rồi đấy, không ai nghe nhầm đâu. Chiêu thức với sức mạnh 300 chính là lý do mà khiến một Pokemon hệ ma nữa bị cấm thẳng tay trên Pokemon Showdown, đó là Houndstone, dạng tiến hóa của Krivat, Pokemon chó ma đáng yêu mà chúng ta đã được giới thiệu hồi Halloween. Chỉ số của con này thì cũng hết sức bình thường, không có gì nổi trội cả, mà hình thành nên sự bá đạo của nó chỉ bao gồm hai yếu tố. Một là Senrush tăng gấp đôi tốc độ cho Houndstone trong thời tiết bão cát để nó có thể vượt tốc độ gần như cả thiên hạ. Yếu tố thứ hai là Last Respect, chiêu thức hệ ma với sức mạnh cơ bản là 50 nhưng sẽ gia tăng thêm 50 nữa với mỗi đồng đội đã bại trận. Tức là trong một trận đấu 6v6, khi mà trong team chỉ còn lại Houndstone thì chiêu này sẽ có sức mạnh lên đến 300. Theo tính toán sơ bộ thì khi cầm Life Orb, chiêu này có thể đánh bay Toxic Spec chỉ trong một hit. Còn những Pokemon hệ bóng tối trâu bò như Mandibuzz hay là Tinglu thì cũng phải mất trên nửa cây máu. Cũng không phải là không có câu trả lời cho chiêu thức bá đạo này của Houndstone. Anh em có thể tung Pokemon hệ bóng tối lệ thường ra chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn còn những chiêu bổ trợ hữu dụng như là Play Rough và Body Press. Cơ mà thực ra thì nhiệm vụ của con này là để dọn bàn cuối game. Khi mà đồng đội của nó đã hy sinh hết thì chí ít cũng có thể kéo theo được một vài đối thủ, hoặc là suy yếu chúng nó về mức mà Houndstone có thể tự xử lý phần còn lại. Với cả khi chúng ta đánh rank ở trong game thì cũng không phải là trận 6v6, cho nên chiêu Last Respect cũng không bị mạnh đến mức quá đáng. Tuy là không biết bao giờ mới làm, nhưng mà tôi đã chuẩn bị sẵn một vài lời chê bai cho Daily Bird để đưa vào video top Pokemon tệ nhất hệ băng.
Dường như mấy ông ở tương lai xem được video đấy và không thấy hài lòng, cho nên quyết định tạo ra một phiên bản siêu mạnh của con chim cánh cụt này, gọi là Iron Bundle, có thể hiểu là dạng tương lai của Daily Bird mang hệ nước và băng. Trong video tổng quan về hệ nước, tôi có nói rằng Freeze Dry sẽ là bổ trợ rất tốt cho các Pokemon nước, bởi vì bất cứ con nào kháng được nước thì đều sẽ sợ Freeze Dry. Dành cho những anh em mới tìm hiểu thì chiêu thức hệ băng thường sẽ bị kháng bởi hệ nước, nhưng Freeze Dry là một chiêu thức đặc biệt, có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên hệ nước chứ không bị kháng. Cho nên đây là một chiêu có phạm vi công kích rất rộng, có thể xử lý những cái song hệ khó chịu như là nước cỏ, nước bay, nước rồng và nước đất. Tuy nhiên hầu hết những Pokemon sở hữu cả hai cái stat này đều khá yếu và sẽ chuyên thủ nhiều hơn. Cho đến khi Iron Bundle xuất hiện trong đêm Giáng sinh, mang theo 124 công đặc biệt và 136 tốc độ cơ bản. Vâng, con này nhanh hơn cả Flutterman. Bên cạnh đó là mức thủ vật lý đủ tốt để chống chịu một vài chiêu thức ưu tiên. Terra hệ nước giúp nó loại bỏ rất nhiều nhược điểm mà hệ băng mang đến. Và dĩ nhiên không thể bỏ qua đặc tính Quark Drive gia tăng chỉ số mạnh nhất trong môi trường điện, khiến cho việc thực sự cản được nó may ra chỉ có Blissey và Thickfet Whirlwind. Còn nếu không thì sẽ phải cầu mong may mắn cho cái chiêu Hydro Pump của nó bị trượt. Chú cá heo siêu nhân sẽ là Pokemon cuối cùng trong video ngày hôm nay. Tôi đã có lần đề cập đến nó trong video cách thức tiến hóa đặc biệt rồi, và lý do khiến cho nó bá đạo thì vẫn y nguyên như trong video đấy. Đầu tiên là đặc tính Zero to Hero. Sau khi được rút về lần đầu tiên trong mỗi trận đấu thì Palafin sẽ chuyển đổi thành dạng Hero, tăng vọt tất cả chỉ số công và thủ. Lúc này thì nó sẽ có tổng chỉ số cơ bản lên đến 650, trong đó có 160 điểm công vật lý, 100 điểm tốc độ, khả năng chống chịu cũng khá ổn áp, kết hợp với hệ nước vốn ít bị khắc chế, thì đây là một Pokemon siêu sao trong làng công kích, thực sự không dễ để đối phó. Tất cả những gì nó cần là một lần rút về, nếu sang trọng thì có thể dùng hẳn chiêu Flip Turn mà bản thân nó tự học được. Chừng đó thứ thôi đã đủ để cho nó đánh khỏe hơn bọn Á Thần rồi, nhưng đấy vẫn chưa phải là tất cả. Ngoài việc sở hữu chiêu thức mạnh nhất mảng vật lý của hệ nước là Wave Crash với Power 120, thì Palafin còn có chiêu thức ưu tiên độc quyền siêu bá là Jet Punch, mạnh gấp rưỡi chiêu thông dụng là Aqua Jet, kèm theo những chiêu bổ trợ hữu dụng như là Taunt, Book Up, Close Combat và Rain Punch, khiến cho Palafin rất khó để bị cấu máu, thả độc hay thả bỏng. Xét thông dụng này của Palafin có thể bị chặn đứng bởi Toxapex hoặc là Among Us châu bò và chắc chắn là không vô địch. Nhưng đa phần nó vẫn có thể tạo áp lực cực nặng lên đội bạn và đem lại những cái cú trao đổi có lợi cho người sử dụng. Nhất là nó có thể tự làm được những điều này khi mà chưa cần đến một sự hỗ trợ nào từ đồng đội. Và tạm thời đó là những gương mặt bá đạo nhất được réo tên sau tuần đầu tiên của Pokemon Scarlet và Violet. Có lẽ trong tương lai gần sẽ có một vài anh nữa cũng bị sờ gáy, chẳng hạn như Rorimun, Golden Gou hay là Annihilate, chúng ta sẽ phải chờ xem. Đến đây thì anh em có thể nghĩ rằng, wow, mấy con Pokemon này thật là bá đạo, và việc sở hữu chúng cũng thật là tuyệt vời. Giá như có cách nào để mình cũng có thể awesome như thế. Vậy thì đừng lo, anh em có thể lướt qua xem thử mẫu áo của tôi ở trong link dưới phần mô tả. Khi mà mặc chiếc áo này cũng như là anh em mang theo một Pokemon bên mình vậy. Tôi sẽ chỉ gom hàng thêm một tuần nữa thôi, cho nên anh em đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Tôi sẽ phải nhanh chóng đi làm video tiếp theo đây. Stay cool!